Xin chào quý vị và các bạn, như vậy là vòng đấu thứ 6 ngoại hạng Anh đã kết thúc với những trận cầu cực kỳ sôi động, hấp dẫn, kịch tính và chứa đựng rất nhiều bàn thắng đẹp. Các ông lớn ở xứ sương mù đang dần tìm lại được niềm vui chiến thắng, trong khi vẫn còn nhiều đội bóng chưa thể thoát khỏi được cuộc khủng hoảng. Vì vậy sẽ có rất nhiều điều đáng chờ đợi sau vòng đấu này. Nhưng trước khi chúng ta đến với hành trình tiếp theo của ngoại hạng Anh, hãy cùng Ca Cộng Sport đến với những điểm nhấn quan trọng có thể đã bị bỏ lỡ trước đó ở vòng đấu thứ 6 vừa diễn ra. Thứ nhất, Manchester United thắng nhọc. Sau 3 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường, Quỷ Đỏ đã trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tình hình chấn thương, thể lực suy giảm của các cầu thủ, cùng với đó là tinh thần hời hợt, thiếu sức sống và một màn trình diễn theo kiểu mạnh ai nấy đá, tất cả đã khiến cho chiếc ghế của huấn luyện viên Erik ten Hag bị lung lay dữ dội. Bước vào cuộc đối đầu với Burnley trên sân vận động Turf Moor, Manchester United được kỳ vọng sẽ tìm lại niềm vui chiến thắng khi chỉ phải chạm trán đối thủ đứng áp chót bảng xếp hạng, cùng với đó là mới chỉ giành được 1 điểm sau 4 trận đấu. Dù không có trong tay lực lượng mạnh nhất, nhưng đội khách vẫn được đánh giá cao hơn rất nhiều. Vì vậy bước vào trận đấu, mọi chuyện lại diễn ra không như ý khi Burnley đã thi đấu cực kỳ tự tin, tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm. Phải đến cuối hiệp 1, Bruno Fernandes mới mở tỷ số trận đấu bằng cú dứt điểm một chạm tuyệt đẹp làm bó tay thủ thành James Trafford. Sau đó Manchester United đã chủ động lùi đội hình để bảo vệ thành quả. Dù cho đã có một vài cơ hội xuất hiện trong hiệp 2, nhưng không có thêm bàn thắng nào. Chiến thắng nhọc nhằn đã giúp thầy trò Erik ten Hag tạm thời thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Dù lối chơi vẫn chưa được cải thiện, nhưng đây sẽ là tiền đề để họ trở lại trong thời gian tới. Thứ hai, Chelsea gây thất vọng. Đội chủ sân Stamford Bridge tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi vừa nhận thất bại 0-1 trước Aston Villa. Dù có lợi thế sân nhà, nhưng đoàn quân của Mauricio Pochettino đã không thể tìm lại được niềm vui chiến thắng sau 2 trận đấu chỉ biết hòa và thua. Thậm chí ở phút thứ 58, Chelsea còn phải thi đấu với 10 người do hậu vệ trái Malo Gusto nhận thẻ đỏ trực tiếp. Để rồi đội khách đã tận dụng tốt cơ hội hơn người khi tiền đạo Ollie Watkins ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Thất bại này vẫn không thay đổi thứ hạng của The Blues. Họ vẫn ở vị trí thứ 14 khi mới chỉ có 5 điểm sau 6 lượt trận. Nếu nhìn vào lối chơi, cùng với dàn nhân sự bị sứt mẻ nghiêm trọng vì chấn thương, rõ ràng chiến lược gia người Argentina vẫn còn rất nhiều việc phải làm, và nếu cứ để đội bóng thi đấu thất vọng như vậy, rất có thể chiếc ghế của ông sẽ bị lung lay dữ dội khi giới chủ người Mỹ đã chi quá nhiều tiền ở kỳ chuyển nhượng. Vấn đề của Chelsea tiếp tục nằm ở hàng công khi tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng của họ vô cùng thấp và chỉ đứng trên hai đội xếp sau là Everton cùng Luton Town. Ngoài ra, việc các tân binh đều chưa thể hòa nhập tốt đã khiến cựu thuyền trưởng Tottenham không thể tìm ra phương án ưng ý nhất. Khi mà các ông lớn đều đã có được kết quả trọn vẹn, The Blues lại tiếp tục chìm sâu vào chuỗi ngày thất vọng không hồi kết. Thứ ba, Derby Bắc London mạn nhãn. Trận đấu đáng chú ý của vòng 6 là cuộc đối đầu nhiều duyên nợ giữa hai câu lạc bộ Bắc London, đó là Arsenal và Tottenham. Cả hai đều đang có phong độ rất cao ở thời điểm hiện tại khi bất bại sau 5 vòng đấu, trong đó có đến 4 thắng lợi và chỉ kém Man City 2 điểm trên bảng xếp hạng. Người hâm mộ đều kỳ vọng đây sẽ là một màn chạm trán mãn nhãn và hấp dẫn đúng với phong độ hiện tại của họ. Và tất cả đã được thỏa mãn với 90 phút kịch tính trên sân vận động Emirates. Với lợi thế sân nhà, Arsenal nhanh chóng áp đảo đối thủ với liên tiếp những pha hãm thành nguy hiểm. Và trong nỗ lực cản phá pha dứt điểm của Bukayo Saka, trung vệ Christian Romero đã đá phản lưới nhà phút 26. Và mãi đến gần cuối hiệp 1, đội trưởng Son Heung-min mới tìm được bàn gỡ hòa sau pha băng cắt dứt điểm đầy tinh tế từ đường chuyền của James Maddison. Sang hiệp 2, sự hấp dẫn đã được đẩy lên rất cao khi một lần nữa Romero là tâm điểm với pha để bóng chạm tay trong vòng cấm. Sau khi check VAR, trọng tài Robert Jones đã chỉ tay vào chấm phạt đền và Bukayo Saka đã không mắc sai lầm nào để đưa pháo thủ dẫn trước 2-1. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, đúng có một phút. Lần này Jorginho là người mắc sai lầm khi anh để Maddison cướp bóng trước khi có đường dọn cỗ cho đội trưởng người Hàn Quốc ấn định trận hòa đầy mãn nhãn 2-2. Quả thật cả hai đội đã không làm bất cứ ai phải thất vọng. Thứ tư, Liverpool và Man City chứng tỏ đẳng cấp. Bước vào vòng 6, cả Man Xanh lẫn The Kop đều đang có phong độ khá cao và cả hai đối thủ của họ đều không được đánh giá cao, đó là Nottingham Forest và West Ham. Mặc dù có đôi chút khó khăn, nhưng cả hai bên đều đã chứng minh được đẳng cấp của mình. Với The Citizens, dù có hơi vất vả với tấm thẻ đỏ của Rodri, nhưng đoàn quân của Pep Guardiola vẫn bảo toàn được hai bàn cách biệt để giữ lại 3 điểm ở Etihad. Còn với Liverpool, sau khi để đối thủ gỡ hòa phút 42, hàng công của Lữ đoàn đỏ đã có một hiệp 2 vô cùng bùng nổ với hai bàn thắng do công của Darwin Núñez và Diogo Jota. Với 3 điểm có được, cả hai vẫn đang tạo ra cuộc đua song mã hấp dẫn ngay từ những vòng đấu đầu tiên. Và đây chính là những hình ảnh thường thấy khi mà thầy trò Jurgen Klopp chưa sa sút trong vòng 1 đến 2 mùa giải gần đây. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi và cả Liverpool lẫn Man City đều đã minh chứng rõ nét điều này. Dù có nhiều giai đoạn không thực sự xuất sắc, nhưng mục tiêu 3 điểm vẫn được hai đội duy trì hiệu quả. Và đây chính là tiền đề cho cuộc đua song mã ở mùa giải này. Hy vọng chặng đường sắp tới ở ngoại hạng Anh của cả hai đội sẽ tiếp tục mang đến những màn trình diễn ấn tượng và đẳng cấp.
xứng đáng với những gì mà hai câu lạc bộ này đã từng giành được. Thứ 5, Newcastle chút giận. Bước vào chuyến làm khách trước Sheffield United, chiếc chòe chỉ giành được một chiến thắng trong 5 trận đấu đã qua trên mọi đấu trường. Niềm tin dành cho huấn luyện viên Eddie Howe đang bị lung lay dữ dội và ông cùng các học trò phải nhanh chóng tìm lại niềm vui, thậm chí là thắng thuyết phục đội chủ nhà. Và điều đó đã được diễn ra trong 90 phút trên sân vận động Bramall Lane. Có đến 8 bàn thắng đã được Newcastle nã vào lưới tân binh của ngoại hạng Anh. Trong đó toàn bộ pha lập công đều đến từ các cầu thủ khác nhau đảm nhiệm. Như vậy có thể khẳng định đại diện vùng Đông Bắc nước Anh đã tìm lại được niềm vui sau chuỗi trận đáng quên vừa qua và dần quay trở lại với cuộc đua cho một vé dự cúp châu Âu mùa tới. Màn chút giận của chiếc chòe có thể sẽ là trận thắng đậm nhất ở mùa giải này. Và khi mà các cầu thủ ở cửa ba tuyến đã thông nòng, thầy trò Eddie Howe sẽ cố gắng cải thiện màn trình diễn, hướng đến những mục tiêu xa hơn ở mùa giải này. Giờ đây sức mạnh của Newcastle đang dần quay trở lại và toàn đội hứa hẹn sẽ mang đến những trận đấu mãn nhãn cho người hâm mộ.